Chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video mở đầu cho cái series về Docker của mình. Thì nội dung của cái series này thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu các cái khái niệm và cách sử dụng cơ bản của Docker. Và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu các cái best practice khi sử dụng Docker để build một cái sample application. Và cuối cùng thì mình sẽ hướng dẫn setup một cái DevOps CI/CD pipeline để tự động deploy cái application của bạn lên Google Cloud Platform. Để ban đầu ấy thì mình đã làm 4 video nói về Kubernetes. Nhưng mà bởi vì ấy, để tìm hiểu Kubernetes thì bạn sẽ cần phải có kiến thức về Docker nói riêng và container technology nói chung. Bởi vì vậy cho nên là mình đã quyết định sẽ tập trung làm về Docker trong thời gian tới. Ok, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nhé. Nếu các bạn chưa biết với mình ấy, thì mình là Phú và hiện mình đang làm IT ở Tokyo, Nhật Bản. Thì cái kênh này của mình được mở ra với mục đích là chia sẻ kiến thức trong ngành IT và mình mong rằng là các bạn sẽ có được các kiến thức hữu ích để vận dụng trong công việc cũng như học tập sau khi xem video của mình. Ok, để bắt đầu anh em hãy giúp mình leo rank YouTube nhanh hơn bằng cách ấn nút subscribe và like ở phía dưới nhé. Đối với mình ấy, khi tìm hiểu và sử dụng một cái công nghệ mới, một technology mới ấy, thì mình sẽ thường làm theo 3 bước sau. Cái bước đầu tiên ấy, thì mình sẽ phải tìm hiểu các cái kiến thức cơ bản xoay quanh cái công nghệ đấy. Cái này bắt buộc. Bước thứ hai ấy, thì mình sẽ phải tìm hiểu về lợi ích và các cái user case liên quan đến cái công nghệ đấy. User case ở đây có nghĩa là sử dụng cái công nghệ đấy khi nào và để giải quyết vấn đề gì. Và cuối cùng ấy, là tìm hiểu các cái best practice để sử dụng công nghệ đấy trong cái thực tiễn như thế nào. Thực tế thì Docker không phải là một công nghệ mới nữa, bởi vì cái lần release đầu tiên của Docker ấy là vào năm 2013, tức là đã được 7 năm rồi. Nhưng mình chắc chắn một điều ấy là Docker là một công nghệ mà bạn nên bổ sung vào skill set của bạn, bởi vì khi bạn vận dụng được Docker vào trong cái workflow của bạn ấy, thì cái hiệu suất của bạn sẽ được tăng cao lên rất nhiều. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Docker là gì. Docker không phải là một ngôn ngữ lập trình hay là một cái framework. Docker là một công cụ để build, chạy và deploy application của bạn lên bất cứ môi trường nào. Ở đây ấy, nói bất cứ môi trường thì nó không đúng, bởi vì cái môi trường đấy sẽ cần phải cài đặt cái Docker để có thể chạy được cái application của bạn. Cái công nghệ cốt lõi mà Docker sử dụng là container technology. Từ trước khi Docker ra mắt ấy, container đã là một cái best practice mà nhiều công ty to đã sử dụng. Tuy nhiên, để tạo được một container ấy, thì bạn sẽ cần phải có các kiến thức về hệ điều hành và security. Ngoài ra ấy, thì quá trình tạo cũng là rất phức tạp và dễ mắc phải sai lầm. Nhưng cái điều đấy đã hoàn toàn thay đổi khi mà Docker ra đời. Thì bạn có thể tạo và sử dụng cái container mà hoàn toàn không cần phải có kiến thức gì về cái container technology. Tuy nhiên, cái container mà bạn tạo ra ấy vẫn theo chuẩn của best practice. Đấy chính là lý do mà vì sao Docker lại trở nên phổ biến nhanh như vậy. Ok, thì mình sẽ làm một cái demo ngắn về cách sử dụng Docker trước khi chuyển qua cái phần tiếp theo. Khi bạn làm việc ở môi trường dev, localhost là cái máy tính của bạn ấy, thì mình chắc chắn là bạn đã từng cài đặt MySQL DB lên cái máy tính của bạn đúng không? Bạn sẽ gõ các cái command và cài đặt. Thì hôm nay mình sẽ làm tương tự nhưng mà sẽ khác một chút là mình sẽ sử dụng Docker để tạo một cái instant MySQL DB. Đầu tiên để tạo một MySQL Docker container thì mình sẽ sử dụng command Docker run cùng với các tham số cần thiết. Vì cái demo này thì mình mục đích chỉ là giới thiệu cách chạy Docker cho nên là mình sẽ không đi vào giải thích chi tiết các cái tham số này. Thì cái thời gian chạy sẽ tầm là 10-15 giây. Sau khi chạy xong thì mình sẽ mở một cái tab mới để kiểm tra connect tới thử cái instance này. Mình sẽ sử dụng command MySQL cùng với các cái tham số. Ok, vậy bạn có thể thấy là mình đã tạo xong một cái MySQL instance DB chỉ bằng với command Docker run cực kỳ nhanh. Và hơn hết, một cái ưu điểm nữa là cái instance này sẽ tách biệt với các cái package mà bạn đã cài ở trên cái laptop của bạn. Tiếp theo, để giải thích về cái lợi ích khi sử dụng Docker thì mình đã vẽ một cái hình minh họa. Bạn nhìn vào hình ấy, chúng ta sẽ có ba cái môi trường. Thứ nhất là dev, staging và production. Thì môi trường dev ấy sẽ là cái máy tính của bạn chạy hệ điều hành Mac OS. Môi trường staging và production ấy sẽ chạy hệ điều hành Ubuntu. Khi bạn chưa sử dụng Docker thì mình chắc chắn một điều ấy là bạn sẽ phải tốn khá nhiều thời gian để quản lý cách setup và config trên các môi trường này để có thể chạy được application code của bạn. Ở đây chúng ta có 3 môi trường là dev, staging và production. Ở trên 3 môi trường này thì chạy hai hệ điều hành là Mac OS và Ubuntu. Thì chắc chắn là bạn sẽ cần phải một cái giải pháp nào đấy để có thể quản lý được cách setup trên 3 môi trường này. Thì đối với môi trường dev ấy, thường thì mình sẽ có một cái document để quản lý cách setup. Thì mình sẽ làm theo cái document đấy. Còn trên môi trường staging và production ấy, thì mình thường sử dụng Ansible hoặc là Chef để quản lý cái configuration bằng code. Ngoài ra thì khi bạn deploy lên staging và production thì bạn sẽ cần phải quản lý thêm cả Jenkins nữa. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển qua phía bên phải. Khi bạn sử dụng Docker thì tất cả các dependency library, package, configuration
và application code sẽ được đóng gói thành một cái object có tên là Docker Image. Docker Image là một khái niệm cực kỳ quan trọng ở trong Docker mà mình sẽ giải thích ở phần sau. Thì sau khi bạn đã đóng gói thành công Docker Image, thì việc còn lại của bạn chỉ là chạy cái image đấy ở trên các cái môi trường khác như là staging và production. Thì bạn có thể thấy cái lợi ích đầu tiên ấy là bạn sẽ tiết kiệm được cái thời gian quản lý cái setup và configuration ở trên mỗi môi trường so với khi bạn chưa sử dụng Docker. Và tiếp theo ấy thì bạn sẽ không cần phải lo lắng hay là suy nghĩ về application code sẽ được chạy ở trên hệ điều hành nào, ví dụ như Ubuntu, CentOS hay là Debian, bởi vì chỉ cần cái môi trường đấy có Docker runtime ấy hay là đã được cài Docker ấy thì bạn có thể chạy application code của bạn thông qua Docker image cực kỳ đơn giản. Ok, vậy là mình đã lấy xong một cái minh họa để giúp các bạn hiểu hơn về sự khác nhau giữa khi không sử dụng Docker và khi đã sử dụng Docker nhé. Tiếp theo ấy thì mình sẽ giới thiệu một số cái user case cơ bản của Docker. Ok, đầu tiên là một cái user case mà bạn có thể ứng dụng để cải thiện cái development workflow của bạn. Thì bạn có thể sử dụng Docker để tạo một cái môi trường để chạy application của bạn, mà trong đó ấy, bạn sẽ chạy nhiều container, ví dụ như là DB, web server. Và cái môi trường này sẽ hoàn toàn tách biệt với các cái package mà bạn đã cài ở trên cái localhost và cái máy laptop của bạn ấy. Và tiếp theo ấy là một cái user case ở trong cái DevOps. Thì bạn có thể sử dụng Docker để tạo một cái DevOps CD pipeline. CD ở đây có nghĩa là Continuous Delivery. Bạn có thể kết hợp giữa Docker với Jenkins hoặc là sử dụng các cái CI/CD service như là SQL CI, Travis CI để tạo một cái pipeline tự động hóa cái quá trình deploy application của bạn. Và cuối cùng ấy là bạn có thể sử dụng Docker để implement microservice pattern và sau đó deploy lên Kubernetes. Tất nhiên bạn không cần phải dừng sử dụng cái technology stack hiện tại của công ty bạn để chuyển hẳn qua sử dụng Docker, mà bạn sẽ cần phải xác định cái vấn đề mà bạn cần giải quyết và sử dụng sao cho hợp lý. Tiếp theo thì mình sẽ giải thích về các cái khái niệm quan trọng ở trong Docker. Thì trước khi bạn chạy command của Docker ấy, thì có hai khái niệm quan trọng mà bạn cần phải nhớ, đó là container và image. Ok, thì mình đã vẽ một cái hình minh họa để giải thích dễ hiểu hơn. Đầu tiên chúng ta có container. Container là một cái instance được sinh ra từ Docker image mỗi khi bạn chạy command Docker run. Mỗi image có thể được chạy bởi nhiều container. Lấy ví dụ ở trong lập trình hướng đối tượng OOP ấy, thì image sẽ là class, còn container sẽ là object. Mỗi container sẽ chạy hoàn toàn tách biệt với nhau. Tiếp theo là image. Image sẽ là một template được sử dụng để tạo các cái container. Trong image sẽ chứa tất cả các dependency library, package, configuration file, application code để có thể chạy được application của bạn. Một image sẽ được cấu thành bởi nhiều cái layer, các lớp ấy. Mỗi cái layer sẽ tương ứng với một cái thay đổi ở trên file system tính từ cái base image mà bạn sử dụng. Để giải thích đơn giản ấy, thì mình sẽ có một cái hình minh họa khác. Cái layer đầu tiên của một Docker image thường sẽ chứa các cái file và directory của hệ điều hành hay là của cái base image mà bạn sử dụng. Tiếp theo thì bạn sẽ cài các dependency library, package cần thiết để chạy cái application của bạn. Ở cái thời điểm này ấy, vì có cái sự thay đổi ở trên file system cho nên Docker sẽ sinh ra một cái layer thứ hai. Tương tự ở layer 3 và layer 4 ấy, thì sẽ được sinh ra khi bạn thêm cái configuration file và khi bạn thêm application code. Để định nghĩa cái Docker image, chúng ta sẽ sử dụng một cái file có tên là Docker file và mình sẽ đi vào chi tiết về cái Docker file ở trong video tuần tiếp theo. Tiếp theo là nội dung cuối cùng của video ngày hôm nay, thì mình sẽ giải thích sơ qua về Docker Architecture là cấu trúc của Docker. Ở trong Docker chúng ta sẽ có hai khái niệm chính là Docker Daemon và Docker Client. Docker Daemon là một cái process chạy ngầm ở trên background, thường sẽ là systemd service. Docker Daemon sẽ cung cấp một cái REST API để Docker Client giao tiếp và thực hiện cái tác vụ cần thiết. Docker Daemon ấy sẽ quản lý cái quyền truy cập và quản lý cái trạng thái của các container và image ở trên hệ thống. Docker Daemon ấy mặc định sẽ sử dụng một cái Unix socket và chỉ có cái user root và các user thuộc nhóm Docker mới có thể access tới cái socket này. Ngoài ra thì bạn có thể đổi cái Unix socket này thành TCP port để các cái application ở ngoài hệ thống có thể truy cập đến Docker Daemon. Ok, tiếp theo là Docker Client. Đây là một cái thành phần khá đơn giản. Docker Client chính là các cái command mà bạn gõ vào terminal, ví dụ như Docker run, Docker build, Docker pull. Docker Client sẽ giao tiếp với Docker Daemon bằng cách gửi HTTP request tới REST API mà Docker Daemon cung cấp. Ngoài cái Docker Daemon và Client ấy, thì nó sẽ có một cái thành phần khác nữa gọi là Docker Registry. Đây là một cái service để lưu giữ các cái Docker image. Nếu cái Docker Daemon của bạn có quyền truy cập tới một cái Docker Registry ấy, thì bạn có thể tải cái Docker image được lưu giữ ở trên cái Docker Registry đấy về cái máy tính của bạn. Điển hình ấy, thì chúng ta có Docker Hub là một cái public Docker Registry được quản lý bởi Docker. Ngoài ra thì bạn có thể sử dụng các cái Docker Registry được cung cấp từ các cloud provider như AWS, GCP và Azure. Bạn cũng có thể cài đặt một cái Docker Registry ở on-premise ở trong cái private network của công ty bạn.
Ok, vậy là mình đã kết thúc cái video đầu tiên mở đầu cho series về Docker của mình. Thì nếu các bạn cảm thấy video của mình có ích ấy, hãy giúp mình leo rank YouTube nhanh hơn bằng cách ấn nút subscribe và like nhé.